Ngân chào cả nhà đang xem kênh Ngân Nguyễn TV của Ngân nha. Ngân bắt cái nồi lên để mình nấu món bún cá chua cay nha. Đầu tiên mình cho dầu ăn vô. Cái nồi nóc nó nóng khét lắm. Mình cho hành tỏi, tỏi ớt với sả nha. Ôi, Ngân hạ lửa rồi mà nó nhanh luôn. Thơm quá. Rồi mình cho cái cốm với kẹo. Mình sẽ nêm vô đây là hạt nêm nè, đường phèn nha, muối bột canh nè. Cái muối bột canh này nó không có mặn lắm đâu cả nhà. Ớt bột nha, tương ớt nè. Mình nấu chua cay, mình nấu lẩu chua cay mình phải nấu cho nó đậm đà mặn ngọt chua cay nha. Xíu bột ngọt. Đường nè, đường cát của mình nha, đường phèn rồi đường cát nữa. Muối muối bọt ha. Rồi sẵn ngân nêm lần luôn ha, cho nó nhìn cho nó đầy đủ gia vị. Ngân nêm chút xíu nước mắm đi. Rồi trộn đều lên, nó ra màu của cà chua nó sẽ ngon hơn. Rồi mình chế nước vô. Túi me vậy là nửa ký nè. Hồi sáng Ngân mua 15 ngàn, mới mua cái rọt luôn đó mọi người. Bây giờ mình sẽ cho me vô mình làm chua. Ngân thích ăn lẩu Thái á, mình làm mình nấu bằng me, cái vị nó rất là ngon. Cho nên Ngân hôm nay Ngân sẽ nấu me nha mọi người. Không biết chua không ta, trời Ngân hơi, để hơi lố tay vậy chứ. Chắc chua chắc chết. Chua, ăn chua mà mình lai nước thêm. Tự nhiên mất tập trung. Me mình để về trực tiếp vô trong nước rồi nó nhanh mềm lắm. Giờ Ngân sẽ vớt cái hột me ra dầm nha. Thơm xả quá chừng luôn. Dầm xương xương. Để mình nếm cái nước nó coi nó ra làm sao mình dầm tiếp nữa. Đó. Coi chừng xót cái hột me nhai cái rồi cũng cái găng luôn. Rụng găng luôn á chứ không phải dẫn chơi. Không đến nỗi nào chua. Ngân sẽ dầm hết cái phần thịt me luôn, cho nó ra hết nước luôn. Để anh chị với ông cả nhà chút xíu mình bỏ cá nhúng rau vô nữa là vừa đó. Chứ mình nấu lạc quá là nó sẽ không có ngon đâu. Bún Thái là phải đậm đà nó mới ngon. Mà Ngân nấu vị miền Tây nha cả nhà. Mọi người thích sao thì tự nêm theo ý của mình nha. Ngân sẽ dầm cho nó hết luôn, nước nó ra hết luôn. Ngân nêm một phát, một là cái nước nó vừa ăn bà khố luôn á cả nhà. Trời ơi, công nhận thì cái tay nghề quá là điêu luyện. Nấu ăn, tay nghề nấu ăn 40 năm. Ý, 20 năm chứ. Ý, không phải. Từ hồi 10 tuổi là Ngân đã biết nấu ăn rồi. Thì bây giờ 40 tuổi thì 30 năm. Tay nghề nấu ăn 30 năm nha. Ghê chưa, quá dữ. Cái nước nó sôi thì sôi, mình hãy cho cá vô. Mình cho cá vô trong lúc nước sôi thì nó không có bị tanh. Ý, ba khứa bự quá trời bự luôn. Cá tra này là cá tra, cá tra đợt rồi em của Ngân nó mua ở dưới quê nó mang lên này. Để hôm nay thì không có ăn món gì á, kho hoài thì ăn cũng ngán, cho nên hôm nay Ngân nghĩ ra món nấu lẩu như vậy nè, mình nhúng rau mình ăn thấy đơn giản thanh đạm đi chứ mà ăn không ngán á cả nhà, ngon lắm. Màu đẹp quá chừng luôn á chứ Ngân đâu có để cái gia vị lẩu Thái đâu, mà cũng không có để màu điều luôn á. Thay vì thì mình ăn món bún Thái thì mình ăn bún tươi thì nó đúng hơn. Nhưng mà sẵn ở nhà có bún sợi ngũ sắc với lại phở sợi ngũ sắc với lại bún gạo, thì Ngân sẽ tận dụng Ngân trụng bún gạo mình ăn nha. Để mình có sẵn thì mình ăn thôi, khỏi phải mua bún. Nhiều khi nhà Ngân ăn bún không có nhiều, mà mua một lần nhiều thì mình ăn không hết, mình bỏ rất là phí, nên mình sử dụng này luôn. Cái này là của người ta tặng em Ngân nè mọi người. Cái này là năm màu. Mấy cái màu này người ta kêu là màu thiên nhiên á. Màu gì đó, màu gốc, màu mấy màu đậu biếc rồi củ dền vậy đó mọi người. Nói chung là từ lúc hộp dưa đủ màu hết. Cái này là bún sợi, bún gạo, trụng hai ba thứ, muốn trụng nào trụng, muốn ăn nào ăn cũng được, cũng dễ thôi. Mình chan nước lèo cho mình ăn. Rồi Ngân sẽ trụng cái bún sợi này ha, với lại thêm bún gạo nữa. Phở thì mình ăn không có đúng lắm. Ngân sẽ ngâm ở đây cho nó mềm một chút xíu rồi mình bắt nước cho nó sôi lên rồi mình trụng nha. Rồi.
cho bún gà bên, bên nữa. Mình để nước ngâm về mình bắt nước cho nó sôi ngon trụng luôn, tại vì cái thau inox này nó rất là nhanh sôi. Rồi, nhưng mà cả nhà cùng ăn cơm chiều với gia đình nhỏ ngâm nha. Anh khoan khoan, múc ra chiều cho Vinh của. Cái cứ kia kìa, cái cứ bụng mỡ, không có cứ nạc đó. Anh thích ăn nạc thì anh ăn nạc nhiều. Có chừng rã hết anh cũng biểu như nhẹ thôi, rã nó mất ngon. Nhìn nó không hấp dẫn. Rau ăn kèm của mình bữa nay là có 6 món là cả nhà. Mua bạc hà rồi rau nhút, tầng ô, rau muống với lá bông sô đũa. Rồi có giá nữa, mình có nhúng kèm. Rồi ngò gai, trái khóm thì con làm được có nửa trái thôi, non non nửa trái mình chừa như đó mình ăn. Mà trời ơi, có con khứa cá hả anh, trời anh múc mẹ nó đi anh quỵu được chưa? Vậy là ok. Rồi, ha, rồi 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 múc nước vô rồi ăn nước nguyên vậy mình ăn dọc đũa vô cái người ăn sao rồi. Sao nó không về kẹp luôn hả ta? Chừng nào nó về nó về. Hình như thơm nước mắm mặn nè, thơm trong đây thơm phải không? Thơm á, thơm. Ừ. Muối ớt nè. Đây được ha. Vô. Ừ, rồi, thêm miếng nước đi. Thí dụ như bên hầm mình nhúng mà lỡ có thiếu thì mình cho vô sao không? Để mình ăn không hết thì mình bỏ ủng. Ăn lần thôi, nhấn mình ra một lần này được. Thôi được anh. Như đó là nó ăn té ngửa luôn. Té khối. Té khối xịt khối luôn. Nó thì ăn hai màu mè qua lá hẹ gia vị rồi mỗi lần mình nấu rồi ăn ít khi nào đó chịu ăn liền đó, mà nó phải về nó phải làm lại rồi này kia nó làm cái đấy rồi mà nó ăn không có nhiều hết trơn. Rồi mà cái nhà ăn với nhau nha, bỏ ra thơm nha. Lấy cái đi. Em lấy đồ đem bỏ vô cái nồi, bỏ em lấy nãy hả? Ừ, đúng rồi, trường Vinh miếng tại vì em chưa có bỏ vô trong nồi này, phải bỏ vô chén mình không ta? Rất hốt đại ra nên làm gì mà thấy không hấp dẫn gì trơn à. Đó trời ơi, nó hốt mẹ nó vô rồi. Ừ. Ok. Ngon đấy. Ngon đấy. Thơm lắm. Ủa, mấy có mấy viên thả lẩu giá ăn hết hả? Hết rồi. Không, mà còn ế mấy viên em thấy lâu quá em bỏ luôn. Ngân đố cả nhà với chữ cái từ ngon lắm với thơm. Ngon đấy, thơm lắm là của ai nói? Ngon lắm, thơm đấy. Rồi, vớt cá ra cái dĩa này nè anh. Vớt cá ra đúng rồi, đúng rồi. Vớt lấy cái dĩa vô, vớt ra mình dễ mình thấy đường mình gấp mình ăn, còn nước mình nhúng rau. Ngon chưa? Cắt ra béo ngậy nha. Cá này là nuôi ao nha cả nhà, chứ không phải nuôi hồ ấy nha. Thịt trắng nè. Không phải cá dồ. Nó cũng là cá dồ nhưng mà không phải cá dồ kia. Rồi để đây đó, chịu khó gió nha anh, cho để ngay mặt tiền cho mọi người xem để thấy cho nó hấp dẫn. Wow. Ok. Rồi ok ăn đi anh. Rồi bỏ rau vô. Bật lửa lớn lớn mình mạnh lên. Bỏ một nồi đại vô anh làm gì? Anh cà rẻ vậy anh. Đó, trời ơi nhìn cái đó. Ừ. Rồi. Rồi bật lửa mạnh lên, hấp ra. Cho ít cộng con nhút nha anh. Cái nhút là người ta bán cái đọt non á, ngon lắm, người ta lặt cái đọt non này nè. Ngon. Mình bán nhỏ nhỏ chứ không phải là vô nhút bự mà cái cọng dài thòn lòn nữa nha. À, mình ăn lẩu canh chua thì có đâu nhút nó thơm ngon. Mà mình nấu chung với me nó rất là hợp gơ luôn á. Rồi, ăn đi. Cái này là cái gì vậy ta, sao nó cứ ngắt nhịp quá. Rồi, em bước vô cộng dữ liệu một cái ăn hồi. Em ngồi đây hả? Em ứ luôn luôn tê tê luôn. Em ngồi đây nè, em chỉnh máy, em ngồi đây. Rồi, vậy mình ăn thôi. Một chừng thì điện nghe nguy hiểm quá. Rồi, sao. Rồi, gấp bún ăn đi bà con. Ngon quá à, đói bụng chết luôn à. Chờ anh về.
luôn vợ, nấu ăn rồi chờ chồng về ăn rồi các kiểu. Trời ơi rau. Cái nồi này không có thấy không, mốt mình mua cái nồi inox mà nó đẹp đẹp anh nhúng mà không thấy ha. Cái này sao trời chắc bóc đi cả nhà nó dính chùm rồi. Dự phòng á. Ừ, rồi. Bỏ vô cho nó nóng, bỏ vô cho nó nóng, bỏ vô cho nó nóng. Thôi chen vô nóng cho bà nội rồi ăn rụng cái răng. Rớt cái nú rồi luôn. Trời ơi quên thả xo mà chết mẹ rồi, quên thả xo miếng này. Cái nồi nó đen hồi lụi. Rớt. Ủa? Để xong nó mất tiêu rồi. Cười vậy? Chua
Em nêm lẩu có một khoát một, không có nêm lại. Cái này là cái bong bóng cả nhà, ai mà biết ăn thì thấy ngon nha. Còn chứ không phải là nó không biết đâu, nó thích ăn cho nên để lại, không phải cái ruột đâu. Wow. Ôi, gấp tỏi ăn nè anh, em quên á. Em tỏi là tỏi cô đơn á cả nhà, nên cắt lát ra về ăn cho nó đỡ cay, chứ nó cay lắm, ăn không được, là nó cay, nó thét hơn là ớt, nó khó ăn hơn ớt. Ớt thì ngon ăn được, nhưng mà tỏi mà nó ăn nguyên củ hơn cắn là khó cắn, khó ăn lắm. Nó cay hỏi cái tự nhiên nó cay mà nó thét lên cái khó chịu lắm. Mà hãy cắt mỏng mỏng này cho nó dễ ăn, hoặc là mình đúng như trong đây mình cho bớt cái vị cay. Ngon lắm. Ngon lắm, ăn gai nhiều vô, ăn cho tốt cho sức khỏe. Có nhiều chất xơ rồi. Ê, hả, hả, hả. Kiếm gì? À, rau tần ô nó mắc quá cả nhà ơi. Nay mua có nhiều đó với mấy trái cà. Với gì nữa ta mà 22.000 không quên. Ờ với cái bạch hà cả nhà. Còn rau muống thì 10.000 bó. Rau nhút với cái bông xua đũa này là 15.000. Nói chung là mua khác chủ. Cái rau muống người ta bán rau muống ngon. Rau muống cộng, rau muống hột. Ủa chứ rau muống này không cộng thôi. Tự nhiên nói chuyện mất cửa. Cộng rau muống chứ lại kêu sợi rau muống. Rồi. Nước lèo mình nấu ngon, nấu mà nấu thịt lẩu Thái mà nấu me vậy nè. Nếu mà mình không có gói gia vị mà nấu me vậy thơm, bỏ rau nhút vô thơm. Chua chua cay ha. Ừ. Đã quá. Cho nó mắm mặn đúng bài, mắm ớt. Rồi ăn tỏi cái nó thơm miệng. Ngon. Ăn tỏi tốt cho sức khỏe như mình đều, trời ơi. Đi đâu phải đánh răng. Bún gạo này là bún gạo rau. Bún gạo Long Phụng hay bún gạo gì không? Ừ, bún gạo Long Phụng. Ơ, bún gạo Long Phụng như thế này. Ngon quá, ăn vậy chúng ra là ngon quá. Cơ mà biết cũng ngán. Sang quá rồi. Lại mình ướt vậy thôi. Chứ ăn cá tra rẻ. Cá tra dưới quê ngon, cả nhà bán có tầm chừng 50-60 ngàn ký. Ở thành phố à. Sáng hú là 80-mấy ngàn ký. Ừ. Mắc vậy đó, mắc hơn cá đường hồng. Cá đường hồng thì bán 70-75 tùy theo con bự con nhỏ. Cá lóc thì cũng tầm đó. Cá dưa hồng 70 ký hả? Nếu mà anh mua cá bự thì phải 75. Còn cá cái gì đó, cá hú ăn nó không khoái, nhưng cả nhà ăn cái tịnh nó lạc quá, chừng lạc
Rồi để thấy được ăn không? Em ngồi đó, anh ngồi đây cũng được. Được rồi. Anh cao, anh ngồi trên cao, anh em thấp là em ngồi. Lấy đồ ăn được rồi. Cũng thấy anh mà. Anh có bong bóng. Béo lắm à. Nó rỡ ruột cái gì? Cái bong bóng. Còn cái ruột là mình ăn không được đâu. Ăn cũng quen nó xong. Mà hồi đó giờ em không thấy ai ăn ruột cá ta luôn, cho bỏ trơn. Có ruột cá lóc nữa nè. Từ khi cái bong bóng người ta để lại, hoặc cái bao tử cá. Bao tử cá ba sa mà ngồi đi vô siêu thị mua cái bao tử cá về cái xào dưa cải á. Ăn ngon dữ lắm, hoặc là mình nhậu á. Bán quá lâu á. Xào dưa leo. Bao tử cá cà tải chua. Cà chua với khóm với đậu cộng nữa. Đó. Mà bóng cũng rẻ nữa anh. Nó không dừng á. Học nói chừng nào mà ăn cả nhà luôn. Mình nhận thấy lúc nào cũng nấu vừa ăn ngon quá trời. Mọi người thấy Ngân Niên mạnh tay vậy á. Chứ mà mình nhúng rau rồi mình bỏ cá vô ăn bún vô nữa là quá quá tuyệt vời luôn, quá vừa ăn luôn. Không phải mặn đâu nha, ông xã ăn là không thì đó là không ăn mặn được, nhưng mà ăn được, ăn ghét mặn. Thôi để con tắt video đi, hai chồng ăn được rồi nha cả nhà. Mời nhà đã xin video ăn nhạc của chúng trên phòng nên để chúng ta có thêm động lực làm thêm nhiều để mới hơn nữa nha các bạn. Anh từ từ đi ăn cái này nó lâu hút nóng lắm mà ăn hết cái này mà ngồi quay hết video thì chắc cả tiếng hồ mới xong, nó lâu lắm. Có giá vô thơm anh ha. Nguyên bộ combo của nó mà nấu canh chua phải có cà, cốm, giá rồi rau nhút rồi. Rồi bạc hà với bông xù đũa, bông xù đũa ở đây mới mua từng cọng chứ thiệt, cái dưới quê mẹ ăn trồng trước cửa. Ăn hết, ngày nào hàng xóm ta cũng ăn phụ chứ. Đi ngang thấy thấy mình không có hái anh, nó nở bông mà nó tận muốn tàn luôn, cái người ta cũng lại ta hái lại. Cá nạc có hả? Ờ, chấm miếng nước mắm cho ăn cho ngon cái này. Quá nè. Em tắt máy nha. Ừ. Đỉnh chưa, đỉnh chưa. Người không biết ăn cá, không thích ăn cá, nhưng mà cá tra thì ăn được, nhưng mà vẫn bị mắc xương, vẫn bị sợ xương. Nên là ngồi mỗi lần làm nó lựa cục nạc cho ăn. Rau muống này mới nhúng vừa rồi nó sẽ lẹ luôn. Wow. Thôi chừng cẩn thận của lửa nóng hổi nha, vừa thổi vừa ăn nha. Con khoái ăn nó muốn mở cọng dài dài vậy xào lên ăn, hoặc là mình nấu gì mình ăn khoái ăn vậy nha cả nhà. Không mỏ. Ừ, nóng không? Hai chồng ăn sạch sẽ cái nồi luôn. Dọn dẹp xong rồi dặn khóm, khóm ngọt lắm, ngọt đơn quá. Hôm nay nãy giờ ăn bún mất xỉu à, chủ yếu là ăn rau nhiều, ăn độn rau quá chừng luôn. Mà ăn rau nó mau đó nha, ăn nó no, nó nhanh thiệt luôn ha. Mà ăn hồi chút xíu chừng chắc chừng nửa tiếng một tiếng hồi bắt đầu là cái bụng mình lưng hẳn luôn, thấy rõ luôn. Nếu mà ăn lẩu nó chua mọc tiêu, mọc đều lắm luôn. Ngay chồng không có giờ ăn no cũng chết luôn, ép qua ép lại nhiều quá nhìn lại họ biết không? Tầm chín mấy 10 giờ bắt đầu đói lại, lúc đó thèm đồ ăn cũng chết. Còn mở tivi coi múc ban thèm chết, lúc đó đói mà không ăn, ngủ sớm là hết đói. Ngọt làm mi. Thôi không ăn. Ăn đâu? Ăn đi. Ê. Thôi. Ngủ hả? Nằm đi. Coi gì coi. Coi đi. Coi chị Nga sumo nè. Chiếc bụng không đáng. Ăn lần 48 cái ốc heo.
Bao nhiêu cái mũi heo nữa anh, hôm qua là mỗi mấy cái mũi heo. Hơi nóng lạnh. Ăn mấy chục trứng vịt lộn rồi. Video này ăn vịt lộn với bánh xèo miền Trung. Nó khủng hoảng tinh thần mà giận lắm. Bánh nhôm nhá, ăn xong không biết chứa đi đâu, không biết nó đào thải đi đâu mà hay thì luôn không mập. Đó mình không dám mang, mình ăn có chút xíu à. Bữa ăn có chút xíu mà mập trời ơi.